Chào các bạn, vui mà vừa mới đọc được một cái tài liệu hay về lục khí, thấy cũng dễ hiểu và bắt đầu tập theo thì thấy có kết quả. Nên hôm nay cũng làm một cái video để quay lại cho vui và cũng như hướng dẫn lại ai tập được thì tập. Bài tập này các bạn có thể xem như là mình tập thể dục cho các bộ phận nội tạng của mình. Đây cũng là vui nghĩ là một hoạt động có ích trong 15 ngày cách ly này. Các bạn cùng tập nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với 12 bộ phận trong cơ thể. Thì theo tài liệu lục khí, chúng ta làm quen bằng cách hình dung, tưởng tượng về cái vị trí cũng như là hình dạng của bộ phận đó. Sau đó giống như là mình tôn trọng, mình nhường quyền lại cho hệ thần kinh giao cảm của mình hoạt động để bộ phận tự điều chỉnh. Thì ở đây vui dùng tay để tăng cái cảm nhận của mình. Đầu tiên là não, xuống bao tử, hoa tỳ là lá lách, đại trường, một vòng của bụng xuống hậu môn nha. Sau đó chúng ta sẽ đến với phổi, bàng quang là ở vị trí bụng dưới, ở dưới rốn. Sau đó mình đi tới thận là phía sau lưng này. Thận xong, chúng ta sẽ đến với ruột non. Ruột non thì nằm ở xung quanh của rốn. Kế đến là tim. Vị trí của quả tim thì các bạn nắm bàn tay trái lại, đặt ngay ngực, là khu vực này là vị trí của tim. Cảm nhận nhịp tim đập. Sau đó mình đến mật, rồi đến gan, rồi đến tụy. Như vậy là xong một vòng. Tiếp theo thì đến kỳ kinh bát mạch. Chúng ta sẽ đi từ não xuống tới tụy, vào lá lách, mật. Lá lách và mật là giúp chúng ta là tăng cái bạch huyết để mà tăng cường sức đề kháng. Rồi mình đến thận, bàng quang, quay lại một vần tỳ, mật, tục phổi, ruột non. Như vậy là xong một vòng của kỳ kinh bát mạch. 12 bộ phận và kỳ kinh bát mạch chúng ta làm lại theo con số 3, 6 hoặc 9 lần sẽ rất là tốt. Để kết thúc bài tập, chúng ta cần đi chuyển khí một vòng xung quanh cơ thể. Để chuyển khí xung quanh cơ thể, chúng ta đặt lưỡi ở hàm trên. Sau đó sẽ đi chuyển khí như sau. Mình đi dần từ từ qua tim, qua mật, qua gan, qua các bộ phận, xuống tới bụng dưới, rồi đến hậu môn. Khi đến hậu môn, chúng ta hãy nhíu hậu môn lại để cho giống như là mình tạo một vòng liên kết trong cơ thể. Rồi tiếp tục đi dọc theo sống lưng. Lên đỉnh đầu, xuống và kết thúc tại hàm trên. Trong lúc làm chuyển khí, các bạn hãy nhớ là lưỡi luôn đặt trên hàm trên nha. Rồi, như vậy là đã kết thúc bài tập. Chúc các bạn thành công.